mẹ con mình cùng đọc sách. Cái gì nhỉ? Đọc gì mẹ? À, em là thì bảo là ộp ộp, đúng rồi. Đây là bạn gì nhỉ? Đây là bạn ếch mẹ. Còn đây là ếch con. À đúng rồi. Đang đếm cho mẹ xem có mấy bạn ếch con nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bạn ếch con. Bạn ếch có màu gì? Màu gì nhỉ? Xanh. Đúng rồi, xanh lá cây đúng không? Mình cùng xem nào. Một góc ao nọ có một đàn nòng nọc. À thế à, dưới bàn tô mà chúng chẳng biết mình là loài gì và cha mẹ là ai. Một hôm bầy tôm đi qua đúng không, nhìn bảo nhau. Ơ nhìn kia, bầy cá con bơi vui quá. Ai á? Đây là tôm. Đàn nòng nọc nghe thế vội reo lên. Chúng ta là cá con. Đâu bạn nòng nọc, đâu có chỉ cho mẹ nhà nòng nọc đâu nhờ. Đúng nhờ. Đúng rồi, đang nọc này. Đúng rồi. À để tiếp nào. Ôi, mình cùng đọc tiếp nhá. À để cho em xem nào. À để mẹ mở tiếp nhá. À đúng rồi, để mẹ mở xem. Bạn ếch ở đâu nhỉ? Sao bạn ếch bạn nhảy nào? Thế mẹ mở cái trang bạn ếch bạn nhảy nhá. Đúng rồi, bạn ếch bạn nhảy như thế nào nhỉ? Đây. Sao hôm sau thì nòng nọc thấy cô một con vật gì mặc to mắt lồi ngồi trên bờ và kêu. Và kêu thế nào nhỉ? Con kêu này nhỉ? Đấy, các con ơi, ta là mẹ ếch đây, con là con của mẹ đấy. Giờ đây mẹ yêu nào? À, là chỉ cho mẹ bạn ếch mẹ nào. Ếch mẹ nhảy ộp ộp đâu? Đâu đâu? Ếch mẹ đâu? Ếch mẹ đâu? Ếch mẹ đâu nhảy lạc nhở? Ừ, đúng rồi. Sao ếch mẹ nhảy thế nào? À, ếch mẹ kêu thế nào nhỉ? Ộp. Đúng không? Ếch mẹ kia ộp ộp. À con đếm cho mẹ có mấy bạn nòng nọc nào. Con đếm cho mẹ xem có mấy bạn nòng nọc nào. Đếm cho mẹ xem có mấy bạn nòng nọc. Như này, nọc hay cục. Và xem mẹ bạn đi bơi. Nhìn mẹ xem bạn đi bơi như thế nào nhá. Như này, ốp bạn đi bơi như thế nào. Trời ơi, trời ơi, trời mình được ếch con như thế này. Trời ơi.
của mẹ ơi, các quan cách của mẹ ơi, các con chính là con của mẹ đấy. Ốp một phát nhảy lên bờ, ếch nhảy ốp một phát lên bờ luôn. Ặc à, một à, đúng mà. À bây giờ mẹ đố bạn là làm nhé, có bao nhiêu bạn ếch con? Chị đâu để anh đến qua xem nha. À ê ê á, ê ê là cái gì nhỉ? Bây giờ chị đợi nhìn em đến này. Đây này, chị đợi nhìn em đến nha. À em đến ở ngoài này cho chị xem. Nha, bây giờ em đến nào. Đến nào. Một, hai, ba, bốn, năm. Năm bạn ếch con. Sáu. Thế bây giờ mẹ đố các bạn biết nhá. À ê ê à, à đúng rồi. Bây giờ bạn Lan đứng dậy nhảy cái ốp để xem nào. Nhảy ốp thế nào nhỉ? Bạn ếch bạn nhảy thế nào nhỉ? Mẹ đố con biết nòng nọc là con của con gì? Là con của con ếch. Ừ, đúng rồi. Thế này, em là em nhảy cái ốp cho chị xem nhá. Bởi vì là em là cái tự đọc cơ. À đây rồi, đúng rồi, sách cái con tự đọc. À đúng rồi, con đọc cho mẹ và chị nghe nào. Ấy, có đàn tôm đi qua. Nòng nọc ơi. Ồ, các bạn là cá à? Nhô, ủa đâu nhô? Tớ không phải là cá đâu. Mà tớ là ếch. Đúng rồi. Nhưng mà lúc đấy thì nòng nọc vẫn cứ nghĩ mình là cá, đúng không? Bởi vì lúc đấy thì bạn ấy chưa có gì? Chân. Ừ, chưa có chân và có cái gì? Cái đuôi. Đúng rồi. Thì cá thì làm gì có cái chân, đúng không? Đúng không? Bạn lúc đấy là chưa có chân. Thế là bạn nhìn thấy cá. À thế là bạn cứ nghĩ mình là cá. Ấy. Ôi cái mắt của bạn ếch mẹ đâu con? Ôi trời ơi to thế. Ôi trời ơi. Bạn ếch kêu thế nào hả con? Ồ đúng rồi. Thế con gì đây? Con gì nhỉ? À con ộp à? Con bảo là ếch. Nhiều bạn ếch con quá. À con xin chào ếch con đi, con chào ếch con à. Xin chào ếch con. Xin chào ếch con. Xin chào ếch con. À ếch màu xanh là cây. Con đếm cho mẹ xem có mấy bạn ếch nào. Nào đếm cho mẹ nào. Ôi bạn nào ngọc đếm nào, đếm nào. Đấy. Đấy à, ừ đấy, đếm nào. Một nào, một đâu nhỉ? Đếm nào. Ủa trời ơi, quá nhiều nòng nọc quá. 1, 2, 3, 4, 5 bạn nòng nọc. Bye bye. Bye bye các bạn nòng nào. Bye bye.